Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisamon. Hồi nãy thì mình ghé vô cái cửa hàng bán đồ của hai cái em gái này. Mình phát hiện phía sau nhà... Ủa đâu rồi? Hồi nãy mình phát hiện phía sau nhà có một em Pokemon dễ thương lắm mà, đâu rồi? Ủa? Đâu rồi cả? Rồi đâu mất tiêu rồi. Mình thấy xong là mình bấm quay lia lịa luôn. Đừng... À đây, đây, em trốn đây nè. Ý trời, chơi mà đi trốn nè. Em có tên là Acel, một Pokemon hệ rồng. Đúng dễ thương luôn. Em này mình phải bắt. Phải bắt vô cái đội hình rồng của đại ca Pakia tiếp ha. Rồi, vì em này còn nhỏ thôi nên mình sẽ không có đánh. Mình chỉ dùng một quả Quick Ball để mình bắt thôi ha. Rồi coi Quick Ball bắt được không. Nhiều khả năng là bắt được đấy. Chính xác rồi. Một quả ăn luôn. Chắc hôm nay luyện cái em Acel này thử ha. Hồi nãy mình thấy là em có tới tận hai dạng tiến hóa cơ. Em còn hai dạng tiến hóa nữa. Này này. Được nha. Để mình sẽ thử luyện coi coi ha. Em tiến hóa sẽ trông như thế nào. Phía sau nhà mình cũng thấy một loài Pokemon rất là phổ biến ở cái vùng sa mạc mình đang sống. Đó chính là cái em rắn Sanaconda này. Em rắn này thì có dạng Gigantamax luôn nha. Thấy vậy thôi chứ có dạng Gigantamax đó. Hôm qua mới hái được cả đống nấm mắt á. Nên giờ sung lắm. Gặp em nào mà Gigantamax được là bắt liền. Úi, bắt cái em Sanaconda này đúng dễ luôn. Chỉ với một quả Liverpool là mình đã bắt được ẻm rồi. Hợp lý thế nhờ. Tạm thời thì Venusaur ơi vô trong xíu đi. Hay là... À nhờ Venusaur ơi chưa có dịp thể hiện mà. Thôi cho ẻm vô ra ngoài lại đi. Một xíu mình còn dùng ẻm nữa. Rồi giờ thì chúng ta sẽ chế tạo bát súp mắt ngay tại đây luôn. Lấy đồ nghề của mình ra mới được. Đầu tiên là một cái tô nè. Sau đó là thêm ba cây nấm. Để chúng ta tạo ra một cái bát súp mắt ha. Rồi thưởng thức nào Sanaconda. Em là hơi được ưu tiên đó nha. Thường thường mấy em khác là một thời gian mới có ăn đấy. Rồi giờ cho em ăn bát rồi đó. Một xíu vô gánh tem giùm anh nha. Rồi và em Sanaconda này chỉ là một Pokemon thuần hệ đất thôi ha. Nhưng mà Gigantamax lên thì trông ngầu đét ấy nha. Uầy, ít thiệt. Rồi thử. Để coi em to tới mức nào. Ừ, sẵn tiện mình sẽ đi luyện Acel của mình luôn ấy. Hợp lý. Ban đêm thì hay xuất hiện mấy em Pokemon xịn sò ngoài vùng sa mạc này lắm. Nên mình cày cấp cũng không quá khó đâu. Đây có chỗ đánh boss luôn nè. À, đây là boss gì đây? Ui, boss 4 sao luôn. À, căng. Căng như vậy là phải nhờ tới Sanaconda thôi. Vô, đây là boss Golet ha. Được, Golet Dynamax. Thì Sanaconda của mình sẽ Gigantamax lên. Đấy, to tối đều muốn nuốt trọn Golet vô trong luôn. Quá dữ. Bình thường thì nhìn không có ngầu lắm ha. Nhưng mà Gigantamax lên nhìn khác bọt liền. Xung quanh Sanaconda là một cái kiểu như là lốc xoáy cát vậy. Ghê thiệt ha. Đúng là không thể khinh thường mấy em Pokemon khi mà Gigantamax được. Nhưng mà hiện tại thì Sanaconda chỉ mới cấp 40 thôi. Không biết là có gánh tem nổi hay không đây. Cố lên Sanaconda. Anh rất là tin tưởng em đấy. Giao cho một bát súp khi mà mới về đội liền. Rồi mấy đồng đội của mình bị quýnh gần gục hết rồi. Em cũng teo lên luôn rồi. Ui, teo lên nhìn có tí xíu vậy. Hết quẩy nổi rồi. Không biết có làm lợi Golet hay không đây. Hay lắm. Thêm một ít nữa. Trận chiến của những Pokemon cấp thấp khi đánh boss rất là khó khăn á. Không biết em có kịp đánh thêm một hit nữa hay không đây. Trời ơi, đánh Sanaconda của mình kìa. Em vẫn còn trụ nổi. Phản công đi. Hay lắm. Rồi Sanaconda gánh tem thành công. Mình nói có sai đâu, ban đêm nè. Một em Gabite chút ác gì thôi mà, nhưng mà là boss cấp Epic đấy, không đùa.
Được, được. Sốt em luôn. Boss Epic hả? Ghi gan ta mắt lên nè. Đấy. Mặc dù trên lệch cấp rất là nhiều ha, nhưng mà Sanda Konda của mình vẫn kéo rỉa được gần phân nửa máu này. Rồi, nhưng mà dù sao mình vẫn phải nhờ Pakea vô thì mới đánh bại được cái em boss Gabai đó. Arceus học được kỹ năng Outstrength luôn. Kỹ năng này mạnh này. Và em tiến hóa. Công nhận đánh boss thích ghê, vừa được đồ mà còn vừa cày được rất là nhiều cấp cho Pokemon của mình. Dạ coi coi, Arceus tiến hóa sẽ trông như thế nào đây. Hồi hộp nha. Ồ, bây giờ em trở thành Brasua rồi. Nhưng mà cái độ dễ thương của em đã bớt đi rồi ha. Lúc chưa tiến hóa thì nhìn dễ thương lắm. Giờ là hơi ngầu ngầu rồi đó. Được, được, được. Mình sẽ gán luyện cho em thêm một xíu nữa. Chắc em gần kiểu như là tiến hóa tới dạng cuối cùng rồi đó. Chăm chỉ xíu đi ha. Đi, đi kiếm mối thôi. Kiếm thêm Pokemon, boss các thứ đồ để mình cày cấp ha. Coi kìa, trận chiến giữa hai Pokemon có chút xíu ha. Để coi coi kèo này ai sẽ thắng ha. Úi trời, Raiden Dance xong, em Raxu của mình đúng mạnh luôn. Xúc em pha phách một phát một à. Ê, tiến hóa luôn. Trời, chiến thắng một trận thôi là em đủ tiến hóa rồi. Chiến thắng áp đảo ha. Rồi, và khi tiến hóa thì em sẽ như thế nào đây? Wow. Bây giờ là thành Hasoros. Nhưng mà cái độ dễ thương của em thì hết rồi. Mình bắt em là vì em dễ thương á, nhưng mà giờ em kiểu bị ngầu ngầu sao á. Em này bay được không? Không bay được. Mèn đét ơi. Em không bay được. Em chỉ chạy bộ thôi. Ok. Hồi nãy mình có nghịch nghịch cái em Sanda Konda này. Mình phát hiện ra em có một cái skill khá là hay luôn á. Để bây giờ mình sẽ kiếm chỗ để mình thể hiện cho. Đây 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 đây, có nè, có nè. Chẳng hạn như đây nha. Mình thấy cái gò cát này ha, chướng tai gai mắt đi, mình sẽ kêu em. Xử đi em. Đấy. Ngoài việc là một Pokemon có thể Gigantamax thì em cũng có thể giúp mình đào bới cát đất khá là hay ha. Nữa nè, cái gò đất này nhìn không ưa lắm. Đào đi em. Đào đi. Đúng rồi. Dữ thiệt chứ. Quá dữ luôn á. Đây 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 nữa nè, đây nữa nè. Anh thấy cái cục này là không có okela lắm nè. Xúc đi em. Đó. Đã liền. Không biết là em có đào đá được không nhờ. Đúng 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 đúng. Nếu mà đào đá được là em này đỉnh lắm luôn đấy. Đây đây, có cái hàng, có cái hàng. Để coi coi em đào đá được hay không nhá. Đào đi em. Ồ. À, em không đào đá được. Ok. Không, vì là cũng hay rồi. Em vẫn có thể phục vụ cho mình trong công cuộc kiểu như là đào đất đá rồi, ố đất cát rồi ha. Đá thì cứng quá, chắc em đào không nổi ấy. Và hôm nay thì mình sẽ có một cái trận chiến hơi bị căng luôn rồi. Vì mình mới có hai thành viên mới, mà một trong hai đã có thể Gigantamax, nên mình sẽ thử sức mạnh luôn ha. Bằng cách là mình sẽ lấy Ruby ra. Rồi một cái viên đá có tên là Adamant Orb này, cũng như là triệu hồi ra bộ ba ao hồn ha. Và vẫn như thường lệ, mình sẽ dùng viên ruby này để mình tạo ra những viên ruby xịn sò hơn. Và khép lại để tạo thành cọng dây xích màu đỏ. Hôm trước thì chúng ta đã thử triệu hồi và thu phục Pakea rồi, một Pokemon trong bộ ba sáng tạo. Hôm nay thì mình sẽ dùng viên Adamant này để mình triệu hồi ra Diaga. Trời, vẫn là Pokemon sáng tạo nha. Nhưng mà sở hữu sức mạnh chắc là một xíu mới biết được. Giờ chưa biết đâu. Đi, get go. Đi thôi. Mình sẽ cùng với Pakea qua bên bển. Bữa nay là mình định là sẽ dùng Pakea để chiến đấu với Diaga đấy. Nhưng mà hiện tại thì Pakea của mình chắc chắn là đánh hơn Diaga rồi. Em cấp 100 lần mà thường thường mình triệu hồi thì Pokemon đó sẽ tầm 70 thôi, cấp 70 thôi. Nên dùng Pakea thì sẽ không an toàn đâu. Nên tốt nhất chúng ta sẽ dùng những Pokemon mới, sẵn tiện test coi coi một Pokemon bình thường khi mà mình Gigantamax đánh với một Pokemon sáng tạo thì sẽ như thế nào. Trận chiến này là hơi bị căng luôn.
Được, được, được. Bắt đầu nha, bữa nay là cho Paka làm cổ động viên thôi. Ở ngoài nhìn đi. Nhìn em Sanda Conda thể hiện ha. Rồi, cho cái Red Chain vào đây. Rồi cho thêm cái Adamant ợp vào. Rồi rồi rồi, chạy 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 Paka ơi. Chạy qua đây, chạy qua đây. Chạy qua đây. Ôi, đó. Diaga đã xuất hiện rồi. Diaga là một Pokemon hệ rồng cũng như là hệ thép đó. Trời à, nhìn ngầu thiệt. Căng rồi, căng rồi. Sanda Conda, anh tin tưởng em. Cố lên bé. Cố lên nha. Trận chiến này rất là phụ thuộc vào em đấy. Rồi, Gigantamax thành công. Và kéo rỉa máu của Sanda. Ủa, kéo rỉa máu của Diaga rồi kìa. Hay lắm. Một Pokemon thường mà kéo rỉa như đây máu của Diaga là đỉnh rồi. Và mình sẽ bắt Diaga thôi. Hồi nãy mình thấy để cân nặng của Diaga là cũng thuộc hàng khủng á, nên mình sẽ thu phục bằng Heavy Ball thử xem. Được hay không? Được hay không? Nope. Trời, suýt được. Ice. Không sao, mình sẽ cho mấy em khác gỡ gạt lại. Mình vẫn kiên trì dùng Heavy Ball thôi. Nặng như vậy mà không dùng Heavy Ball thì hơi ổn đó. Rồi. Nope. Ui, lần này thì suýt được này. Lần này thì sao? Lần thứ ba rồi. Nope. Ui, vẫn không ổn. Ôi, nhưng mà khoan, từ từ. Càng đánh thì Diaga kiểu như là càng mất máu nhiều ấy. Nên mình phải nhanh chóng rời bỏ trận chiến để bắt đầu lại thôi. Chứ đánh một hồi là Diaga niệm luôn á. Kiểu như tự đánh rồi tự lăn đùng ra xỉu vậy. Rất là nguy hiểm á. Tình huống đó mình không muốn đâu. Rồi, tiếp tục kéo rỉa máu nè. Lần 2 nhá, màn 2 cảnh 1. Tiếp tục bắt Diaga thôi. Chịu đi bé. Vậy đi, chúng ta có anh em rồi. Trời, không chịu là không chịu nhờ. Màn 3 cảnh 1. Ê, lần này thì chưa kịp Gigantamax cho Sanda Conda nữa. Màn 3 cảnh 2. Vô. Đấy, đấy, phải Gigantamax lên chứ. Kéo rỉa máu đồ. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã bắt được Diaga rồi. Vậy là Paka đã có người anh em kế bên rồi ha. Và trên người của Diaga thì có sẵn cái viên Adamant Orb luôn hả? Ô, hay nhờ. Hay vậy. Cái viên này thì sẽ tăng sức mạnh cho Diaga rất là nhiều đấy. Được nha. Hợp lý nha. Còn kỹ năng của Diaga thì sao? Wow, em chưa có kỹ năng hệ rồng nào hết nha. Nhưng mà có hai kỹ năng hệ thép này. Được ấy, được ấy. Hợp lý, hợp lý. Và tất nhiên rồi, Diaga cũng có thể bay thoải mái giống như là Paka ha. Bộ đôi, bộ đôi. Vậy là bây giờ mình đã có tới tận 2 trong 3 Pokemon sáng tạo rồi. Hay là bây giờ chúng ta cày thêm một chập nữa nha. Cày cho cái mấy cái em bộ ba ô hồ nè lên cấp lại, rồi chúng ta sẽ tiếp tục kiểu như là triệu hồi thêm thành viên cuối cùng. Cũng hợp lý, cũng hợp lý. Nhưng mà trong lúc này thì để mình dẫn Diaga đi quẩy cái đã. Mới có em nên mình muốn dẫn em đi quẩy lắm. Trận đấu đầu tiên sẽ đấu với Pharaoh, nhưng mà Pharaoh boss nha, 3 sao thôi. Thử nào, thử nào. Một kỹ năng hệ thép nhá. Úi giời, nửa cây máu sương sương. Rồi, kết thúc thôi. Gánh tem cực mạnh nào. À, còn chống cự à. Chống cự hả Pharaoh? Này thì chống cự. Hiện tại mình đã có thêm một thành viên cộm cán rồi. Thế nên mình có tham vọng hơn. Đó chính là tìm thêm huy hiệu hội quán á. Hiện tại thì mình đã sở hữu tổng cộng là 11 huy hiệu hội quán khác nhau rồi. Con số này mình muốn nó tăng lên nữa cơ. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm một cái hội quán mới ha. Để tiếp tục đi săn huy hiệu thôi. Mình muốn làm một cái thợ săn huy hiệu hội quán. Hợp lý, hợp lý. Ê, cưỡi nhầm, cưỡi nhầm. Phải cưỡi Diaga chứ. Mới bắt được ẻm phải cho ẻm khám phá cái vùng đất này chứ nhờ. Hôm qua thì chúng ta tìm được một hội quán cũng khá là gần nhà, đâu đó bên đây này. Hay là giờ mình sẽ rẽ sang một hướng khác nhờ.
hướng này đi. Hy vọng là sẽ tìm được hội quán mới nha. Gần gần chỗ mình ở thì mình đã khám phá gần hết rồi, nên nếu mà muốn tìm hội quán mới chắc cũng khá là khó đây. Bật cái chat để xem nhân phẩm bữa nay chúng ta sẽ như thế nào. À, được một lọ thuốc tăng chỉ số cho Pokemon. Cũng được đi. Nhưng mà nãy giờ đi ấy, tuy đi hơi xa rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa gặp được bất kỳ một cái hội quán nào hết. Thường thường thì hội quán sẽ rất là dễ xuất hiện gần làng ha. Nên mình đang tìm một ngôi làng ở vùng băng thử coi. Biết đâu mình lại gặp những cái hội quán liên quan tới Pokemon thể băng. Wow, nghe đã hấp dẫn rồi. Đây là lều tuyết à? Ồ, hên vậy. Mình gặp được một cái lều tuyết ở cái vùng băng này. Thường thường thì... Wow, có tầng hầm thiệt. Đợi mình xíu mình xuống dưới thử. Biết đâu bất ngờ. Ồ, ui. Trời. Ôi em gái này bị... Ây, thiệt luôn á. Mình lại làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Được một cái Icy Blade luôn. Một miếng Blade hoàn toàn mới. Trời ơi, bữa nay làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Rồi giờ thì chắc mình sẽ ngồi đây để giải cứu dân làng Zombie luôn nè. Tội nghiệp vậy. Thiệt tình luôn á. Đây, đã cứu lại cứu cho chót ha. A few moments later. Ôi ôi, nãy giờ mình với cái bé này tâm sự thì bé bảo là bé kiểu như học toán như viết bài các thứ thì rất là buồn chán. Bé chỉ muốn kiểu như là biết thêm về Pokemon thôi. Thật tình cờ anh cũng biết sương sương ít Pokemon. Anh có đâu tầm 2 em Pokemon trong bộ 3 sáng tạo ý mờ. Rồi vài em á thần cũng như vài em mà ghi gan tâm mắt ấy. Lớn rồi, bốc phép ít thôi. Ok. Đại là một bé gái. Ủa sao nãy là nhìn giống thanh niên mà ta sao. Ui, nhìn nhầm, lỗi mình. Vậy là bữa nay mình cứu tới tận 2 bé gái hả ta. Bé này tên là Rin, bé xanh ha. Chắc đây là 2 chị em hay sao nè. À mình đoán vậy, kiểu như 2 chị em bị bắt cóc rồi một bé thì bị kiểu như là biến thành thây ma ha. Wow, giả thiết của mình là vậy. Thôi thì 2 chị em chung sống ở đây đi nha. Lương thực thì ở đây còn ít lúa các thứ nè. Có gì đi lên tự tìm đi chứ anh giờ anh không biết dẫn về kiểu gì luôn á. Thôi có duyên gặp lại nha. Bye bye. Trời ơi gì đâu mà con gái nhà ai dễ thương thế không biết nhờ. Và chuyến đi này tuy mình không có gặp được Pokemon mới nhiều nha, nhưng mà mình gặp được 2 bé gái này cũng quá là dễ thương luôn rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Đúng là con trai của ta. Nữa hả? Lại là một túp liệu tranh hay trái tim vàng nữa hả? Thôi không vô nữa đâu. Vô thì lại giải cứu mỹ nhân nữa. Bữa nay giải cứu 2 mỹ nhân là được rồi. Đi tiếp thôi. Ở cái vùng băng này từ lúc mà mình phát hiện nó ra tới giờ á, là mình chưa bao giờ mình gặp một cái ngôi làng cũng như là một cái hội quán nào ở vùng băng này luôn nha. Cái này thì nó rõ to luôn mà không có làng mạc gì hết. Muốn tìm hội quán ở vùng này hơi bị khó. Pokemon gì mà le cái lưỡi ra nhìn lạ vậy. Có tên là Shellder. Em tiến hóa lên sẽ thành Cloy Easter ha. Trời, em là một Pokemon hệ nước cũng như hệ băng khi mà tiến hóa. Được ta. Được em này được nè. Mình sẽ bắt em này bằng Woodball nữa ha. Nhìn cũng lạ phết đấy. Đây, về đợi anh đi bé. Chịu nha. Được liền. Yeah, có thêm một Pokemon hệ băng nữa. Đã nha. Mình đã đi hết cái vùng băng. Giờ đi tới tít cái vùng dùng gần gỗ sò sẩm ấy nè. Nhưng mà vẫn chưa gặp được bất kỳ một cái hội quán nào. Bữa tìm thì không có, bữa gặp cả đống luôn. Xu vậy. Nhưng mà gặp cái cánh rừng này thì nhiều khi mình hên mình tiếp tục gặp Necroma nữa đấy. Được nhờ. Coi như đây là cái cớ để mình đi tìm Necroma luôn đi. Hợp lý. Coi như chuyến này đi là chủ yếu cày cấp cho mấy em bộ ba ao hồ đi ha. Chứ hội quán là coi như là chả gặp một cái nào luôn á. Thiệt cái tình. Rồi, giờ thì thời khắc quyết định đã tới.
chúng ta sẽ mang theo một cái Grisius Orb ha. Đây là một cái orb để chúng ta triệu hồi ra Pokemon Giratina, cũng là Pokemon cuối cùng trong bộ ba sáng tạo đấy. Căng rồi, căng rồi. Chiến này là căng rồi. Không biết là những Pokemon của mình có thể đương đầu với Pokemon cuối cùng này hay không. Hồi hộp quá, nhưng mà mình vẫn đặt niềm tin rất là nhiều vào những em Pokemon của mình ha. Ừ, một xíu thì mình sẽ cho Venusaur vô trận thử nha. Nãy giờ thì Venusaur chưa có ra trận cùng với mình đấy. Thử sức mạnh của em luôn. Hợp lý này. Rồi, trở lại chỗ quen thuộc ha. Sau đó thì mình sẽ gắn cái... Ui, thôi sao mà quên lấy ruby rồi. À không, ba lô mình vẫn còn ruby mà. Ờ nha, không sao không sao, vẫn ổn vẫn ổn. Đầu tiên là đưa bộ ba ao hồ ra trước nè, sau đó lấy ba viên ruby ra, nhờ mấy em này biến thành những viên ruby xịn và chế tạo ra cái red chain. Đây, đây chắc là cái câu cuối cùng rồi đó. Ôi, chưa, vẫn còn một lần mình dùng nữa nên tạm thời thì cho mấy em này vô nghỉ ngơi thôi ha. Vô nghỉ mệt thì mấy em ơi, hôm nay dùng mấy em hơi nhiều rồi. Rồi, sau đó tiếp tục với công việc của mình, đó chính là gắn cái red chain vô Time Space Onta và triệu hồi ra Gigatina thôi. Gắn vào. Chuẩn bị, chuẩn bị, chúng ta sẽ chào đón một thành viên cuối cùng, cũng là thành viên rất là cộm cán. Trời, bay tút lên trời luôn. Ghê ơi. Gigatina thì nặng xương xương đâu đó cỡ 750 kg ha. Xương xương thôi. Khủng thiệt sự luôn á. Rồi, và đệ ba sẽ là Venusaur. Mình không dám Gigantamax luôn. Mình sợ nhỏ mà xui xui Gigantamax rồi đánh một phát một Gigatina liệm luôn thì sao? Không được. Thôi thì đánh theo kiểu an toàn á. Mình sẽ cấu rỉa máu bằng kỹ năng của em trước, rồi sau đó chúng ta sẽ tung bóng chứa. Đó là cách hiệu quả nhất. Rồi, có vẻ là Venusaur chống chịu khá là tốt này, và cấu rỉa cũng rất là hiệu quả luôn. Mình nghĩ là thêm một đòn nữa đi. Đó, Giratina đã rất là yếu máu rồi, là cơ hội rất là thích hợp để chúng ta tung Heavy Ball và đón em về đội thôi. Cái gì? Mình bắt Giratina chỉ đúng một quả duy nhất là được luôn. Trời, nhân phẩm cao vậy sao? Wow, đã thiệt. Chúng ta đã có được Giratina rồi. Trong người Giratina có cái orb này luôn nè. Khi mà gắn cái orb này vào thì em sẽ kiểu như là biến thành một cái hình dạng khác nữa. Dạng origin. Còn bình thường, đây là dạng bình thường của em nè. Mình thì thích cái dạng bình thường hơn á. Bình thường thì nhìn có vẻ là đỡ sợ hơn, chứ dạng origin của em nhìn ghê quá. Nhưng mà thôi, cái này là cái viên để tăng sức mạnh cho Giratina mà, mình cũng phải đeo vào cho em thôi, để em mạnh lên chứ. Như vậy thì chúng ta đã sở hữu được bộ ba sáng tạo rồi. Giờ thì cho ba anh em ra tái ngộ nào. Đây, đây chính là bộ ba mà, trời ơi, sát cánh cùng nhau thì úi giời ơi luôn á. Ba em này đặc điểm chung là đều là hệ rồng nhá. Ba em đều là hệ rồng này, nhưng mà mỗi em thì sẽ kèm theo một hệ khác nhau. Wow, được thế nhờ. Và trong bộ ba thì các bạn thích em nào nhất? Còn riêng mình thì mình vẫn thích cái dáng của Paka nhất nha. Còn xét về sức mạnh thì mình không nói đi, em nào cũng mạnh như nhau à. Còn về hình dáng thì mình vẫn thích Paka hơn. Đấy, đại ca đấy, đại ca rồng đấy. Đừng đưa. Hôm nay mình gặp tổng Pokemon lạ lạ không nè. Em này là một Pokemon hệ bọ ha. Ok, hình cái mũ luôn mới chịu. Được, mình sẽ thu phục em này thôi. Nói chung thì đi khám phá lâu lâu gặp mấy em mà có hình dạng lạ lạ như vậy thì mình nên bắt ha. Biết đâu mai này mình lại cần em thì sao. Rồi, và bây giờ được luôn. Được nha. Bữa nay là bắt hơi nhiều Pokemon lạ rồi đó. Sau này mà nếu có dịp mình sẽ thử một cái đội hình toàn là Pokemon lạ hoắc lạ quơ thôi. Biết đâu như vậy thì lại hay ấy chứ. Dưới này là một cái kim tự tháp hay sao nè. Nhìn quen lắm.
Để mình vô thử nha. Đúng không? Ui, kim tự tháp bịp. Ở trong nó chả có cái gì hết. Lừa thế nha. Qua bên đây mà còn bị lừa nữa. Đu đu. Đu đu màu hồng. Vậy luôn hả? Hôm trước thì chúng ta gặp Diglett màu hồng, hôm nay chúng ta gặp đu đu màu hồng nè. Ảo thiệt đây. Bắt ẻm. Lại thêm một Pokemon màu hồng nam tính về đội mình nè. Bắt thôi. Có vẻ mình là thanh niên khá là may mắn với mấy Pokemon màu hồng ha. Gặp mấy ẻm hoài luôn. Mình sẽ để ẻm cạnh Diglett màu hồng ở đợt đài. Mai mốt là sẽ có nguyên một cái đội hình màu hồng luôn cho xem. Cuối cùng thì cũng có mối cho Pokemon mình thử sức rồi. Lần này là một trainer cấp cao này. Kèo này căng nha. Lần này đối đầu với Charizard Shiny luôn. Được đó, nhờ biết vị nãy mình đem Charizard vô thì hay quá. Trận chiến giữa hai Charizard. Wow. Đốt Giratina của mình kìa. Liều thiệt đó chứ. Này thì dám đốt Giratina của mình. Tấn công đi em. À, vẫn thích đốt à? Vẫn thích đốt hả? Đừng có giỡn mặt với Giratina nha. Lụm cục kẹo Charizard nào, Giratina. Dám láo tét, dám đốt hả? Này thì đốt nè. Nghĩ đốt đi. Ui, nhưng mà hậu quả của việc dính lửa của Charizard tới bây giờ vẫn còn này. Mình sợ một hồi lửa giật Giratina không chịu phát nào đấy. Thôi, cho em vô trong dưỡng sức đi ha. Cho thành viên khác ra trận cũng được. Mình cho Paka đi. Thành viên tiếp theo trong bộ ba sáng tạo này. À, xí hộp nha. Xí hộp nha. Paka xin nửa cây máu nha. Thêm một hit nữa nè. Xin nửa cây máu nha. Ui, lần này tới gết lo hả? Em này mỗi lần ra là cực kỳ ồn ào nha. Đánh cho nghỉ ồn ào luôn. Này thì ồn ào nè. Giỡn mặt. Ui, giờ thì tới Lucario. Toàn Pokemon đã vậy. Nhưng mà ha, vẫn bị ăn đấm thôi. Tiếp tục nào Paka. Giờ thì tới Yveltal nữa. Toàn là mấy Pokemon mình không có không nhờ. Thích thiệt ấy chứ. Ui, Yveltal gánh tem rồi. Đó được. Okay. Như vậy thì bữa nay chúng ta đã thành công trong việc sở hữu cho mình một cái đội hình bộ ba sáng tạo ha. Em nào thì nhìn cũng rất là ngầu và mạnh hết đó. Đồng thời thì chúng ta còn có được một Pokemon Gigantamax tiếp theo, đó chính là Sandaconda. Em cũng có công rất là lớn trong ngày hôm nay trong việc chinh phục cái em Diaga đó nha. Rồi, và trong thời gian sắp tới mình sẽ gán luyện cho mấy em này lên cấp 100 hết. Và đồng thời gán tìm những hội quán nơi mình có thể thử thách sức mạnh của mấy em Pokemon. Và cũng như là sưu tầm thêm những cái huy hiệu hội quán mới cho bộ sưu tập của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp cùng với đội hình mới này. Bye bye!